Ok. Hello mấy anh em nha. Tiếp tục là mình nha anh em. Tiếp tục cái chủ trải nghiệm đấu trường tâm lý mùa 3 trên chỗ BDE nha mình. Này nick mình mới tạo mình cũng không nói chung là mình cũng chơi vài đội rồi nhưng mà cũng chưa có tìm hiểu hết à. Nó cũng có nhiều cái hay ho lắm. Nói chung là nó hay hơn mùa 12 rất nhiều nha. Anh em nào chưa trải nghiệm thì hãy trải nghiệm đi. Nó về mấy chỗ Việt Nam thì chắc là tới 20-11 á mọi người. Hiện tại thì chỉ có thể chơi trên BBE nha mọi người. Thì mấy lớp trước thì mình cũng có chơi mấy đội hình kia rồi, giờ nói chung là mình sẽ chơi những đội hình khác mới. Nói chung mình trải nghiệm hết mấy đội hình coi nó như thế nào. Bắn tỉa. Bắn tỉa này mình chưa chơi nha mọi người. Chắc là bữa nay chơi thử. Cũng máy tự động giám sát đồ là chơi hết rồi nha. Mấy hình này cũng nói chung là tương đối. Vệ binh. Cảnh binh. Vệ binh mình cũng chưa chơi. Để coi coi nó ra cái gì rồi coi. Gì đây? Nồi nấu ăn. Túi đồ siêu hùng. Nó đi riêng. Rồi. Này cũng hơi cùi. Vệ binh đi. Lấy cái này đi. Nói chung là cái vệ binh này mình cũng chưa chơi. Mình chơi thử coi nó sao. Những cái mùa mới này rất đáng chơi nha anh em. Anh em nào chưa chơi thì cứ hãy chơi thử. Nó nhiều cái rất là hay ho. Đó, cơ chế rồi lỗi rồi cái nâng cấp rồi nó cũng thay đổi rất là nhiều. Giống như hồi xưa là cái trang bị đúng không, là nó rớt ở dưới kia đúng không, là có nhiều lúc cũng đầy không có lụm gì được, nhưng mà giờ là trang bị nó sắp bên trái rồi nên là mình cứ lụm bao nhiêu cũng được ha. Một hạng nó đầy chip ngang ngàn thứ hai rất là thuận tiện luôn. Mùa mới thì nó cũng có nhiều cái linh thú mới nữa nên là mọi người cứ trải nghiệm nha. Nói chung là mình thì cũng trải nghiệm hơn mọi người. Nói chung là mình cũng mới chơi trên đây à, không có biết nhiều. Thì có cái nào mà chơi mà nó hơi dở thì thông cảm nha. Cảnh binh. Binh thì hai tộc mà kích 10 thì chắc là rất là mạnh rồi đó, nhưng mà chắc là khó. Và chiêu đây lợi ích pháo đài bích tu vơ nhận 500 lá trắng trong 4 giây, lá trắng này chuyển hướng 500 đối phương là mình cởi chịu. Còn con single là nhận 50% chống chịu, ban cho đồng minh gây nhiều sát thương nhất 100% tao đánh phục gà những cái bút nữa không. Rồi, nếu mà mình chơi vệ binh thì mình sẽ tìm thêm một cái đội hình nào đó đằng sau down ha, carry. Bắn tẻ cũng được nè. Nói chung là khám phá từ từ á mọi người. Đội hình nào muốn chơi thử coi nó đội hình nào nó có điểm mạnh điểm riêng, với lại này nói chung mình nhân phẩm nữa. Nhiều lúc mình chơi đội hình đó mà xui nó không ra, hay là nó không có đồ, hay là nó cái ấn hay là cái mấy cái nâng cấp nó cũng không hợp thì nó cũng khô bình thường nha. Này là nhân phẩm là chính. Chơi đội hình đó mà hên ra mấy cái
cái nâng cấp đồ phù hợp thì mạnh nhé, chứ là ra tướng nhiều thì mới mạnh được. Trong mùa này có rất là nhiều thứ hay ho nha mọi người, mình đánh giá là nó hay hơn mùa trước nhiều ạ. Swain này, nói chung Swain này mà anh em nào chơi đội hình phù thủy hay là song hình đồ là nó rất mạnh nha. Nếu đặt hàng trên thì nó tăng, nó tăng chống chịu, đặt hàng dưới thì nó đau, dùng là cái nào cũng được. Nhưng mà thường thì nó lấy Swain để tăng hơn là đau, tại nó hồi máu, tăng chống chịu hồi máu được kiểu. Rồi, còn biết chở đầu tiên cũng biết chưa biết lấy gì. Mình đang đứng top 1 nữa thì thôi, còn gì lấy đó chứ biết sao vậy. Rồi lấy single nha. Lấy có cả kích thêm single nâng cấp single cái này. Lấy thêm cái gì kiếm mà ép vô cực cho cực luôn nhỉ, ép luôn như chờ làm gì nữa. Mandy tướng này tướng đam nha nè, bắn tỉa trong cái mùa mới này thì nó có nhiều cái mới lạ lắm nè, chưa khám phá được hết. Hai bắn tỉa tăng sát thương. Rồi, ông này chơi gì? Bắn 6 phát đạn một cái địch xa nhất. Để sẽ hơn một lý. Ông này chơi hóa chủ à? Nghe nói đâu cái mùa này tập hóa chủ giống như là kiểu thành tài mùa trước á. Chơi thua càng nhiều thì tích điểm càng cao. Đấy, đằng Simmer không à, móc 6 là cứ thắng thì nó cộng gì, ít mà thua cộng rất nhiều nha nè, cộng là nhiều gấp đôi. Nhưng mà để clip khác đi, clip khác mình chơi thử quá chủ coi nổ hũ gần sao. Thấy có mấy anh em cũng có làm clip nổ hũ rồi, nhưng mà trận này thì nó ra ấn bị binh nên là mình sẽ chơi luôn ha. Nói chung là cái này là đấu trường chân lý này là nó nhập phẩm là chính nè, nó ra nào mình chơi đó thôi, mình muốn chơi đội hình đó nhưng mà nó ra cái khác thì mình cũng đâu thắng được đúng không. Nói chung mình chơi cũng hơi gà nha anh em, nên là có cái nào anh em có thể góp ý phía dưới ha, cải thiện từ từ đó. Cái hiệu ứng tấn công đồ mùa này cũng đẹp ha anh em. Vi rồi Jin, Caitlyn mấy con chibi mùa này, mùa 13 này khá là đẹp nha anh em. Như tôi thấy tôi có coi cái hiệu ứng kết liễu của con Vi rất đẹp luôn. Mấy con kia cũng khá đẹp. Đấy, này là cái sân đấu mới, sân đấu hết tép. Tôi chưa có đổi được cái quy chương lần đội nè, nên là tôi chưa có mua cái linh thú chibi nha. Giờ vẫn còn lấy mấy con bắp chơi. Dù mới tạo nít bên đây cũng không có nhiều ruby nè, nãy tặng có 3.000, nên là mấy con đó phải tốn nhiều nha. Chơi từ từ mua được thôi, đầu tăng thì cứ quăng cho Louis thôi. Wow, mấy con vệ binh này nó gồng lên sáng cái tay luôn. Ánh lửa có thể kết hợp với Jerry với bắn tỉa, nhưng mà thôi, nói chung mình không thể kết hợp nhiều được đâu anh em, nó chỉ vài cái.
Về binh thì có thể kết hợp với cảnh binh này, với lại bắn tỉa thôi chứ không kết hợp nhiều quá, nó đâu có đủ slot đâu mà kết hợp. Không biết chơi gì nữa. Về binh đi nha. Không, về binh kết hợp với bắn tỉa nè ha. Lâu nào về binh nè. Nó có cái set đội hình nó cái bên bên phải á mấy ông. Trên trên góc á. Mấy ông cứ sợ quên thì mấy ông có thể set trước à. Mình tính chơi đội hình gì mình set trước, cũng có tướng là tự chớp chớp rồi. Mình lấy ra mình bỏ vô. Nhiều lúc mình roll cái mình quên á. Tại tướng giờ nó nói chung mới mà không? Đâu có chưa có thể quen được. Đấy, nhìn cái vệ binh nó sáng tay không? Cá đẹp. Rồi. Chọn cái nâng cấp thứ hai. Hồi máu nhận tiền à. Nhận 15% hút máu toàn phần. Này gì nhà máy nhân bản. Triệu hồi thêm một bản sao. Rồi. Trụ phòng thủ hả? Cái này đó giờ tao chơi thử coi. Đó giờ nói chung là cái này thấy mới mà. U có thêm một ấn cảnh binh nữa. Đầu giao tranh nhận lá trắng và hít đại sát thương. Cảnh binh này cũng ngon đó nè. Rồi bốn cảnh binh luôn. Cái trụ mà đó giờ cái hình nhân này thường là nó đâu tấn công được ta, hôm nay mùa này tấn công được luôn, bắn là một mũi tên gây 105 sinh vật lý, nâng cấp trụ cánh binh nhận thêm 5 tốc độ đánh, nâng cấp 2 cánh binh đoán là mũi tên thứ hai, ục gây đại gây 50% sát thương, cái này mới thấy luôn anh em, mùa này có nhiều cái xịn xỏ nha, thường là mấy mùa trước là hình nhân nó chỉ có là đứng cho người ta bắn thôi chứ cái này hình nhân có thể là bắn lại luôn hả? Thật là xịn sò. Rồi, về bên mua luôn V luôn nha. Chưa biết là chơi có nên chơi về bên hay chơi cảnh bên. Chưa xui ra ấn nữa thì cảnh bên đi nha. Cảnh bên kích được gần kích được 16 rồi kìa. Tăng nó trắng, tăng khuất đại sát thương cũng mạnh đấy, đừng có đùa. Nó có thể kết hợp với bắn tỉa luôn nè, nó có con cách lên nữa. Này. Mình đang là carry chính nha nè, mà nó mới có một sao à. Có được một trang bị lớn ha. Còn tăng chính của mình là con Loris nha nè. Với 1.5 trang bị lớn. Một trang bị lớn và nửa trang bị. Rồi. Nãy giờ mình vẫn không mất một giọt máu nào luôn nha anh em. Đang đứng trên đỉnh và đang bốc cháy rất dữ dội. Ôi, cái chảo kìa. Hoàn ngon nha. Lấy được cái chảo ép luôn cảnh binh nữa nè. Ôi. Nhưng mà đứng nhất thì chắc là nhưng đó hơi xa vời đúng không? Dễ gì anh em chừa cho mình. Giờ mẫu lấy đồ tăng còn hay lấy đồ đam cho con Mandy hay nào. Để coi còn gì. Lấy cung nha. Vừa có Jerry vừa có tốc độ đánh cho con Mandy luôn. Rồi. Cuồng đao Winno trên áo luôn. Rồi có con mát luôn em. Con mát này là sát thương phép hả? Với tóc đấm. Nếu mà tướng ba vàng thì carry cũng ác nha em, tăng 25% tóc đấm luôn kìa. Mà là sát thương của nó là sát thương phép. Được á. Hai con carry mà con sát thương phép với con vật lý thì bên kia cũng ối trời ơi luôn á. Từ từ đi. Mình đang là bất bại nha em.
Văn không biết là nên chơi 6 vệ binh hay là chuyển qua cảnh binh luôn nè. Nó chuyển qua cảnh binh là không chơi được, không chơi được 6 vệ binh đâu. Hiện tại đang móc 4 cảnh binh nha anh em, truy nã 2 con. Cứ con nào đồ nhiều với máu nhiều thì bị truy nã. Mấy mùa trước là mấy thằng máu thấp hả, còn mùa này là nó truy nã mấy thằng máu nhiều. Wow, Jin bao đầu chuẩn luôn à. Nhưng mà hiện tại là mình đang quá trâu. Rồi, lên cấp 8 luôn. Cho Yari vô luôn, bắn phụ. Mấy con chim này mà cũng truy nã nữa hả? Chắc lấy đồ phép nha. À, con map này đâm phép mà. Rồi, có lô S luôn. Bán đi rê đi. Cái trụ hình nhân lần đầu tiên thấy nó có thể bắn được anh em. Chỉ có mùa này có thôi nha. Mấy mùa trước là chưa có chuyện này. Cái mùa này có nhiều cái rất hay nha anh em. Mình có thể ép đồ trên cái bảng đó luôn, không cần phải thả vô tướng luôn. Đem cái này vô cái kia chờ khoảng mấy giây á là nó tự ép luôn trên đó luôn ha. Đấy, hồi xưa có mấy cái 500 ma thực gỡ đỏ nè, nó rớt tùm lum ra không có slot đúng không. Giờ là nó gom vô rồi, để số rồi. Một chiếm một slot thôi. Rồi V2 luôn. Quá ngon. Vẫn đang top 1 nha nam. Nhưng mà cái ông top 2 đang có nguy cơ chiếm top 1 của mình. Rồi Elite 2 luôn rồi. Giờ gặp ổng chắc khô thiệt chứ. Đang trái lửa đùng đùng. Hồi nãy giờ mình chỉ hô mỗi ông nội này. Ờ, bấm gì sao nó tắt chat luôn rồi. À, cái lò. Mở lại chứ tắt làm chi. Cái server này tụ đòi gặp ngay ông nói luôn hả? Rồi chết chắc rồi. Có cả lực lăng ba đồ chuẩn luôn hả? Úi giời. Thế thì chịu. Server này là tụ tập toàn là mấy là cao thủ không nha anh em. Toàn mấy ông nội làm clip không à. Mà chơi ngoài ấy là thua liền. Vệ binh. Rồi bán AR rồi. Để cho dịch tì bắn đi. Mùa này mấy, nói chung là mấy đội hình nó khá là cân bằng vậy nè. Mỗi cái đội hình nó có một cái điểm mạnh riêng. Kết hợp với mấy cái lõi nữa là rất mạnh luôn á. Giờ nói chung là đội hình của mình thì chỉ thua cái ông top 1 thôi nè. Ông đó có chơi hình như là 5 quả hồng đen hả? Saiyan 3 sao nó trâu quá. Bắn không chết. Ui, kỳ hồi máu ghê vậy. Ôi mẹ ơi. Nhìn nó hồi máu kìa. Đáng lẽ là thắng rồi mà nó hồi cái đầy cái máu luôn. Hết cơ hội luôn. Rồi ông nội kia vẫn đang trên top 1 hả? Căng nhờ. Chắc là lấy cái gì cũng lộ anh em. Xe anh nó quá mạnh rồi.
phụ đam hạ thầy anh này mới được. Rồi cho con map luôn, hai con carry chính, hai vịt khổng lồ bắn cho mày chảy chì luôn. Chắc là chơi cánh binh luôn nha. Sao cánh binh luôn nha nè. Đang là 6 cảnh binh cho nên em quýt đại sư Khương cũng khá cao á. Nói chung là không đủ ấn nên là có thể chỉ kích được móc 8 thôi. Cứ tăng tốt đằng sau bắn được là ok. Ngon. Rồi step lên 2 luôn. Giờ nói chung là nâng cấp lên từ từ hả anh em. Kiếm kích lên không, kích lên quăng vô nữa là hợp lý. Thằng mai mới hắn nổ top 1 rồi, kết số ba 3 sao luôn rồi. Chà căng thế nhờ, mình đang thua ổng luôn, ổng đang cháy luôn mà gặp lên kết số 3 sao hình này thì sao đây, có cơ hội nào cho mình không? Rồi gặp ổng nữa. Rồi còn có ba anh nè. Xe anh nó trâu kìa. Xe anh nó vừa chón mà nó vừa trâu thế này thì silo 2 ba đầu chuẩn. Cách sâu 3. Ôi giời ơi, lực lăn nữa. Năm vòng đen. Ý ẹ luôn. Mà lên chín anh em. Kiếm cách lên phụ đam làm sao ấy. Chắc là chơi cánh binh anh em à. Nha. Tăng quất đại sát khương lên đừng diệt cái thằng xe anh đó ra. Rồi. Rồi. Có thằng bài 2 luôn. Chắc là lấy đồ đam ấy nhờ. À tóc đánh đi. Cho mấy con làm sao bắn mạnh mạnh xíu. Con mát luôn. Để kiếp cách lên nữa là ok nè. 8 cảnh binh thôi, có gì khác biệt không chứ. Ông kia xanh quá xanh rồi, còn mình với ổng à. Không biết ăn nổi không. Trâu quá trâu rồi. Cái vòng đen này nó giống như cái tộc Thây Ma mùa 12 anh em. Rồi không đổi là có nguy cơ là rồi có cách lên anh em. Được được, chắc đổi qua cảnh binh thôi. Kích được móc 8 rồi. Đổi đồ cho kích lên, kích lên bắn hờ mai sao ấy. Mới một sao không biết ăn nổi không. Chết, chưa kích được 8 cảnh binh hả. Wow, kích linh bắn ngon anh em, nhưng mà vẫn thua. Ông nội đã trâu quá. Rồi thì ép đổi thôi, đổi thôi. Rồi cảnh binh là con nào ta, à Camille. Rồi 8 cảnh binh ok,
tăng thêm cái đại sát thương thì hồi mai bắn được con đó. Bán luôn, mình không chơi bắn tỉa được đâu, đủ nên lên cấp 10 nữa hả, cho 4 vị binh ok luôn. Rồi. Rồi. 8 kinh binh, 4 vị binh ha. Mắc cái binh luôn. Không biết ăn nổi không? Giờ mà hô nữa chắc cút luôn á nè. Cách lên bắn khá khốn nha nè. À, ăn được, ăn được, ăn được. Khô lên. Đừng khô nhá. Ồ, oh, ngon ngon ngon. Có cơ hội nè. Wow, ấn kịch binh kìa. Rồi à. Xong nó chạy qua bên đó. Nghi lắm mà. Thế nào cũng phá không? Không. Dễ gì cho mình lấy kịch binh nè. Lấy 10 kịch binh là nó đứt đường liền. Rồi reo 2 luôn. Kiếm cách lên 2 nữa là ok nè. Rồi có luôn. Đấy. Cách lên 2 nữa là ngon rồi nè. Rồi quăng anh này vô cho nó có thêm hại vua phế liệu. Cứ cách lên được bắn lại. Tăng cứng cứng xíu em mấy em. Đừng chết sớm nha. Rồi sao anh đi đâu vậy em? Ui. Bạn ơi, từ từ bạn. Ờ à, được được được. Ê cái đà này là mình ăn nha anh em. Mình đang nói chung là cấp 10 nha anh em. Hơn ông kia 2 cấp. À ông kia hết tiền rồi, giờ là nói chung là không có làm gì được hết á. Mà với cấp 8 thì roi anh tướng 5 tiền rất khó nha anh em. Cơ hội là mình có thể là outplay ông này đấy. Rồi cho bù đỏ luôn, bắn cho giảm máu luôn. Lập lăng đã lên 2 rồi hả, kinh thế. Có lên có lên. Ui ui bắn đi cách lên bắn. Ồ bắn phát rít đam kìa, ca đam 11.000 đam quá mạnh. Rồi ship lại đội hình anh em ơi. Xui xui mà sẽ ảnh xuống chón phát kì chón cái link cái là mình đứt luôn á. Nhanh né kìa. Rồi có cách lên luôn. Đây cái găng nha nè. Găng cho nào ta. Rumble mình mới có cấp 1 hả? Cấp 2 là quăng cho nó rồi. Wow. Hơi quăng đỡ cho Vi nè. Vi nó 2 sao rồi. Cái trụ hình nhân của mình bắn cũng khá đau nha nè. 3 sao bắn cũng khá đau á, máu cũng nhiều ghê. Ồ, cách lên mình được bắn rồi nè. Được bắn lạng. Được 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 được. Ông kia nãy giờ khua mình không thắng được dáng nào luôn. Wow, được nâng cấp luôn nè. Súng quản ngục hả? Liên tục gây sát thương. Khán mà hạch. Bắn vào kẻ địch xa nhất. Linh kiện dự phòng, lấy vàng của bạn, Rumble vĩnh viễn nhận thêm sức mạnh phép thuật và 50 máu.
Mình giờ có vàng đâu nè, mình giờ roi hết tiền rồi mà để dành được đâu mà. Rồi lấy cái giữa đi. Ôi, Trumbo 2 luôn. Ngon. Xíu nữa lấy găng tay cho Rumble nó là ok. Ai coi chiêu nó gì. Ủa, bắn đi cái thằng này. Sao nó đứng im vậy anh em? Mày chấp đợi bạn à? Nó bị lắc hay là vì sao tự nhiên đứng im mà mấy tên đeo? Khó hiểu nha. Không sao nhưng mà cách lên vẫn bắn được. Vì luôn hả? Đây. Chắc ổng bên đầu luôn hay cho ổng bắn được chứ đứng làm sao vậy? Không ổn. Rồi anh em. Nói chung là mình đang giành chuỗi thắng 5 trận liên tiếp. Ông top 1 về nói chung là không có đột biến gì thì có thể là mình outplay ổng luôn. Tại mình out ổng 2 cấp lận mà. Đúng không? Chừng nào giết được dàn tăng của mình kìa mới đụng được cách lên của mình. Mà làm sao giết được, dàn tăng giờ quá cứng là him Rumble nữa. À, giết được Rumble. À đù. Rồi. Áo, bật lây. Ok. Rồi, top 1 nha anh em. Rồi, GG mấy anh em nha. Nhớ cho một like và đăng ký kênh nha anh em. Thank you.